Rồi, xin chào tất cả mọi người. Hẹn mọi người nó ăn vạ kìa. Ui giời, thôi được rồi. Hẹn mọi người về cái việc hướng dẫn cái dạy cái con chó nó đi vệ sinh ở trên sân thượng. Khi mà chúng ta ở thành phố hoặc là ở sân trước cửa nhà tầng 1. Mọi người mà có sân trước cửa thì mọi người cũng muốn nó đi vệ sinh ở sân chứ không muốn nó đi vệ sinh ra nhà. Mà nếu mà không có sân trước cửa thì mọi người sẽ có sân thượng. Thì đây là cái khu sân thượng của nhà mình đây, có vết đây. Thì cái cách mà để làm sao để cho chúng nó đi vệ sinh ở trên sân thượng nó rất là đơn giản thôi, cho nó không có khó khăn gì cả. Ok. Cái việc mà hướng dẫn cho nó đi vệ sinh ở trên sân thượng thì nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần trong vòng khoảng tầm 3 ngày thôi. Sân thượng hoặc là sân dưới nhà, chúng ta chỉ cần làm 3 ngày thôi là con chó nó sẽ đi vệ sinh, chủ động nó lên sân thượng hoặc nó đi trước cửa nhà nó đi vệ sinh. Là mọi người sẽ cho con chó nó ăn ở trên sân thượng luôn. Nếu mọi người mà muốn con chó đi vệ sinh ở sân thượng, hoặc là ở dưới sân nhà thì sẽ cho nó ăn ở dưới sân nhà luôn. Cứ đến bữa ăn thì cầm lên trên sân thượng cho nó ăn ở trên sân thượng. Và cho nó ăn xong rồi thì mọi người có thể để cho nó ăn xong, sau đấy mọi người đóng cửa và mọi người đi xuống để kệ nó. Nếu nuôi một con thì đơn giản lắm, cho nó ăn rồi đóng cửa đấy, để nó ăn, bảo nó ăn đi. Rồi mình đi xuống khoảng tầm 15-20 phút sau mình lên. Thì con chó nó sẽ ăn xong rồi nó sẽ đi vệ sinh. Thì nó sẽ đi vệ sinh ở trên sân thượng luôn. Trong cái trường hợp mà những cái ngày đầu tiên đấy, khi mà con chó nó chưa quen đấy, thì có thể chúng ta có thể đứng cùng, chúng ta làm một cái việc gì đấy để kệ cho nó muốn chơi cái gì nó chơi, nó tự tung tăng nó tìm hiểu ở trên sân thượng. Chúng ta vẫn đóng cửa vào, chúng ta cho nó ăn xong rồi chúng ta cứ ở đây để kệ cho tung tăng nó chơi, đến khi nào nó vệ sinh xong thì ok, khen nó rồi chúng ta cho nó xuống. Thì chúng ta chỉ cần làm như vậy khoảng đến bữa ăn thứ ba thôi, là ăn xong nó sẽ tự giác nó sẽ đi vệ sinh ở trên sân thượng luôn. Còn sau đấy ấy, là khi mà chúng ta, sau đấy là bước 1, bước thứ hai thì chúng ta cho ăn ở dưới nhà. Thì sau khi chúng ta cho nó ăn ở dưới nhà và chúng ta muốn nó lên sân thượng, hoặc cho ăn ở trong nhà và chúng ta muốn nó ra ngoài sân để nó đi vệ sinh, thì cho nó ăn xong rồi chúng ta gọi nó ra để nó đi vệ sinh, để hướng dẫn nó một lần hai lần. Thì sau đấy ấy, cứ ăn xong là chúng nó sẽ tự biết là ăn xong. Chúng ta cứ ngồi ở nguyên ở dưới phòng thì ăn xong con chó nó cũng sẽ chạy ra cái chỗ vệ sinh của nó để đi vệ sinh, bởi vì nó quen chỗ rồi. Và nó đã được chúng ta hướng dẫn nó bằng cái việc là chúng ta sẽ gọi nó lên sau khi nó ăn, gọi nó lên trên sân thượng rồi. Còn đầu tiên ấy, là chúng ta nhắc lại là đầu tiên là chúng ta sẽ cho nó ăn ở trên sân thượng và chờ nó vệ sinh xong nhé. Cho ăn ở dưới sân trước cửa nhà và chờ nó vệ sinh xong mới cho nó vào. Trước cửa nhà chúng ta có thể kéo cửa vào để cho nó ở ngoài sân, chúng ta vẫn nhìn được, nhưng không cho nó vào trong nhà, đến khi nó vệ sinh xong mới cho nó vào trong nhà. Còn trên sân thượng thì cũng như vậy. Còn nếu mà con chó nó kêu thì chúng ta sẽ ở cùng đấy với nó, rồi chúng ta làm gì chúng ta làm để chờ nó đi vệ sinh xong chúng ta mới cho nó xuống. Còn nếu mà trong cái trường hợp có những con mà nó gan lì, nó không đi vệ sinh, thì mọi người tăng cái lượng ăn lên của nó lên, để mà nó sẽ sau khi mà nó ăn xong, nếu mà nó con chó nó ăn nhiều ấy, nó chỉ ăn sau đến bữa khoảng bữa thứ hai, bữa thứ ba là ăn xong, kiểu gì nó cũng sẽ đi vệ sinh. Là cái đấy là mọi người cứ làm như thế thì là con chó của chúng ta nuôi nó sẽ rất là nhàn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái cuộc sống của chúng ta nó rất là bận. Có rất nhiều hôm thì chúng ta sẽ không thể dắt nó ra bên ngoài được để đi vệ sinh được, hoặc là ngày mưa gió, hoặc là chúng ta có việc bận. Thì khi ấy con chó của chúng ta nó sẽ tự động nó sẽ lên sân thượng nó đi vệ sinh là tiện nhất. Bởi vì sao? Bởi vì nó không bị ảnh hưởng mùi. Nó không bị ảnh hưởng mùi và chúng ta sẽ rất là tiện dọn sân thượng, sân phơi quần áo hay là này kia, nó sẽ vệ sinh vào một cái chỗ nào đấy thì chúng ta dọn dẹp nó sẽ rất là dễ. Còn trong trường hợp mà nhiều người ở nhà chung cư ấy, mà chúng ta muốn nó vệ sinh ở trong phòng, muốn nó vệ sinh ở trong nhà tắm, trong phòng vệ sinh, thì chúng ta cũng làm tương tự như vậy thôi, cho nó ăn ở trong đấy, chờ nó vệ sinh xong. Cái nguyên tắc làm nó y xì như vậy.
Nó chỉ có điều là khi mà chúng ta muốn nó vệ sinh ở trong nhà tắm ấy, thì chúng ta phải đảm bảo được là cái nền nhà tắm của chúng ta nó phải khô. Chứ nếu mà nền nhà tắm ướt thì con chó nó sẽ không đi vào, nó sẽ không vệ sinh ở trong, nó sẽ không dẫm vào cái nền ướt đâu, bởi vì cái giống chó nó rất là sạch. Nó ở rất là sạch, nếu mà nó thấy ướt là nó không có vào. Và trong cái trường hợp như vậy thì nếu chúng ta có thể kiếm một cái gì đấy, một cái kiểu sàn hay là một cái tấm gì đấy, chúng ta sẽ làm một cái tấm gì đấy. Nếu mà chúng ta nuôi chó ở trong nhà và chúng ta muốn nó vệ sinh ở trong nhà vệ sinh thì chúng ta có thể ra chúng ta đặt một cái tấm lưới, làm một cái tấm lưới inox, hoặc là nếu mà cái cánh cửa của nhà vệ sinh của chúng ta so với cái nền nó cao ấy, thì chúng ta có thể đặt sàn nhựa, đặt vài tấm chiếm một nửa nhà vệ sinh chẳng hạn, thì nó sẽ đi vào đấy và nó sẽ vệ sinh ở trong, ở trên cái sàn đấy, bởi vì nếu mà khi có một cái sàn cách cái nền ra thì cái sàn nó sẽ không bị ướt. Chúng nó sẽ vào đấy cho nó đi vệ sinh. Còn bình thường nhà vệ sinh của chúng ta, nhà tắm kèm với nhà tắm nền nó ướt thì tất nhiên là chúng nó sẽ không đi vào đâu. Cái đấy là khi mà chúng ta cho vệ sinh con chó, vệ sinh ở trong nhà tắm thì chúng ta sẽ phải lưu ý cái việc ấy, là phải giữ cho cái nền khô. Còn dễ nhất là bình thường đa số mọi người là ở nhà mặt đất mới nuôi chó thì cho lên sân thượng hoặc là sân trước cửa nhà. Sân trước cửa nhà thì không phải ai cũng có, nhưng mà sân thượng thì nhà nào chả có sân thượng, thì cho nó lên sân thượng thì nó rất là đơn giản vậy thôi, nó không có khó khăn gì cả. Chúng ta kiên trì với nó khoảng tầm 3 ngày 4 ngày thôi, kể cả con chó con nó cũng biết nhé, chứ không cần con chó to. Đây mình không có quay bởi vì là cái gọi là quay cái vệ sinh mà lại quay phân của chúng nó thì là nó nhiều khi là nó ghê nên là không có quay. Nhưng mà chó con, hai con mông cọc đuôi mà mình mới đưa về có mấy hôm thôi, đến hôm nay là ngày thứ tư là chúng nó đã biết lên trên này cho nó đi vệ sinh rồi. Nhưng đấy là nó có một cái là chúng nó cho gọi chúng nó lên đây chơi và chờ cho chúng nó đi vệ sinh chứ không cần cho ăn ở trên này nhé. Gọi nó lên đây chơi, ăn xong một cái cho chúng nó ăn xong, gọi nó lên trên sân thượng này chơi và chờ cho nó đi vệ sinh xong, bởi vì nó đang có mùi sẵn, vẫn còn cái ám mùi vệ sinh của mấy con to rồi, cho nên là chúng nó ngửi thấy mùi chúng nó sẽ đi vệ sinh thì nó rất là đơn giản thôi. Gọi nó lên một lần, gọi lên lần thứ hai, lần thứ ba nó tự biết ăn xong nó sẽ phi lên trên sân thượng nó vệ sinh, nó nuôi nó rất là nhàn. Cho nên là mọi người, nhiều người bảo là sao mà nuôi chó ở trong nhà mà nhìn quay video cái nền nhà nó sạch thế hay là thế này thế kia. Thực ra nuôi chúng nó ở trong nhà nhưng mà nó cũng rất là đơn giản thôi, chứ nó không có khó khăn gì ở cái chuyện đấy cả. Còn rất nhiều người là mệt mỏi vì cái việc là con chó nó vệ sinh lung tung ở trong nhà, thì chúng ta hãy kiên nhẫn mấy ngày chúng ta làm cho nó vệ sinh ở trong nhà tắm. Thì chúng ta phải nhớ là cái nền nhà tắm chúng ta nên có một cái gì đấy để kê, một cái sàn, cái kiểu gì đấy, sàn inox hay là sàn nhựa hay là sàn gì đấy, nghĩa là phải có cái để kê để nó không bị ướt nền. Khi mà chúng ta tắm cái nền nó vẫn khô thì con chó nó sẽ vào đấy nó đi vệ sinh, còn nền nó ướt thì chó nó sạch lắm còn lâu. Ơi chủ nói chuyện này, ba đứa nó ra đây nó làm. Khi mà chủ nói chuyện này, Siro với Pila chào mọi người đi. Siro sinh cái chưa đến giờ ăn, Merci. Và khi mà nuôi nhiều con vẫn có thể giữ được cho cái sân thượng, đồng thời là cái sân chơi và cái chỗ chúng nó phơi nắng luôn được nha mọi người nhé. Miễn là chúng ta dọn dẹp cứ ăn xong thì chúng ta sẽ chờ chúng nó ăn xong khoảng tầm 20-30 phút gì đấy, vệ sinh xong thì chúng ta lên chúng ta dọn luôn, là sẽ có chỗ cho chúng nó chơi sạch sẽ, phơi nắng rồi này kia, rồi hóng đường, ngắm phố đấy. Chúng nó là có một cái sở thích ngắm phố đấy, nó sẽ rất là tiện, chứ cũng không nhất thiết là cần phải gọi là ở nhà sân vườn mới nuôi được cho to đâu, cho to hay cho nhỏ đều như vậy hết. Chỉ cần nhà có sân thượng là đủ rồi. Sân thượng nó không phải sân vườn nhưng nó cũng là cái sân, cứ có sân là nuôi được. Mà không có sân thì có thể dạy nó ở trong nhà vệ sinh, nhưng mà như thế thì con chó nó hơi bí bởi vì nó liên quan đến cái không gian ngoài trời. Nếu mà như ở chung cư thì cũng có thể là dạy nó để mà nó sẽ vệ sinh ở bên ngoài.
ở cái lan can chẳng hạn, giả sử như thế, chúng ta sẽ bố trí một cái theo như kiểu là cái khay để cho và dãy nó sẽ đi vệ sinh ở trong đấy, chúng ta dọn nó sẽ dễ. Nhưng mà cho mọi người hay cho nó dãy nó vệ sinh ở trong nhà tắm là bởi vì là ở đấy là nó sẽ tiện dọn, bởi vì nó nối với đường cống. Ok, xin chào tất cả mọi người. Messi đâu rồi? Messi Pila, Siro vào trong chuồng ấy làm gì? Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hy vọng là video có ích cho mọi người, thì mọi người chia sẻ và like và chia sẻ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.